Một sợi dây thép chém chết liên tục hơn 100 người, dựa vào chiều cao khác nhau, vị trí bị chém cũng khác nhau, người bị chém ngay đầu thì chết liền tại chỗ, người bị chém ngang eo còn bò tới bò lui trên đất, ở hiện trường vô cùng đáng sợ. Ngày 21 tháng 5 năm 1962, khi con tàu chở khách hạng sang Antonia của Ý đang ra khơi gần eo biển Bering, nó đột ngột biến mất không một dấu vết với hàng trăm hành khách trên tàu và trở thành một trong những vụ án nổi tiếng trong lịch sử hàng hải hiện đại. 40 năm sau, một phi công tên Jack đã nhìn thấy nó, nên anh thuê thuyền trưởng Murphy cùng với đội tìm kiếm cứu nạn của mình, cùng nhau ra biển khơi để tìm. Theo luật biển quy định, bất kỳ con tàu vô danh nào được tìm thấy trên biển cả đều sẽ thuộc về người phát hiện ra nó, và một con tàu chở khách hạng sang chắc chắn là một khối tài sản khổng lồ. Sau khi bàn giá cả xong xuôi, cả đoàn người cùng xuất phát. Trên mặt biển tối om, ánh đèn lại không thể chiếu quá xa, tất cả đều phải nhờ vào radar để dò đường. Nhưng con tàu Antonia như một bóng ma, đột nhiên nó xuất hiện trước mặt họ, radar lại không có phản ứng nào. Tình huống này quả là kỳ lạ, mặc cứ như thể không phải là họ tìm thấy Antonia mà ngược lại chính con thuyền đã tìm thấy bọn họ. Mặc dù biết có gì đó không đúng, nhưng có câu người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn, cả nhóm vô cùng phấn khởi mà trèo lên thuyền. Trên thân tàu loang lổ đầy dấu vết của rỉ sắt, đội trưởng nhắc nhở mọi người cẩn thận dưới chân, nhưng vẫn có người không để ý mà bị sụp xuống lỗ. May mắn thay, Julie đã kịp thời giữ chặt lấy tay anh ta. Julie vô tình liếc sang hướng bên kia của cái lỗ, cô sợ hãi đến nỗi suýt chút nữa thì buông tay. Có một cô bé đang đứng ở bậc thang phía bên đó, cô quay đầu nhìn một lần nữa, bé gái ấy lại không thấy đâu, chẳng lẽ là ảo giác sao? Không đợi cô nghĩ kỹ, lúc này, đồng đội tìm thấy một chiếc đồng hồ điện tử, nhưng vào năm 1962, đồng hồ điện tử vẫn chưa ra mắt. Điều này chứng tỏ rằng ai đó cũng phát hiện ra Antonia trước cả họ. Vậy tại sao bọn họ lại bỏ qua con tàu này chứ? Họ đã đi đâu? Mọi người bắt đầu tìm kiếm. Chuyện kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra. Đầu tiên họ lại bắt gặp cô bé lúc nãy đứng bên cạnh hồ bơi, rồi cái hồ bơi chứa đầy đạn ấy bắt đầu rỉ máu. Trong phòng giặt phát hiện rất nhiều thi thể của người vừa chết không bao lâu. Tiếng hát kỳ lạ phát ra từ bộ đàm, có điếu thuốc đang cháy trong gạt tàn, khuôn mặt đáng sợ phản chiếu trong gương, một số cửa sắt đóng lại mà không có lý do, ngược lại, một số cổng đột ngột mở ra, có vẻ như đang dẫn dắt họ đến một nơi nào đó. Cuối cùng bọn họ vào trong một căn phòng, tại đây họ tìm thấy số vàng trị giá lên đến 300 triệu đô la, tất cả mọi người đều vô cùng hào hứng, họ quyết định mang số vàng này đi, nhưng ngay khi họ chuẩn bị đưa nó trở lại tàu, cô bé ấy lại xuất hiện, cô hét bảo bọn họ nên dừng lại, nhưng tất cả đã quá trễ. Một giây sau, cả con thuyền đều phát nổ, người thợ sửa chữa bị hất văng ra và chết dưới đáy biển, thế là cả nhóm đều bị mắc kẹt trên con tàu. Họ bắt đầu đổ lỗi cho nhau, và rồi có người đã đề xuất sử dụng những nguyên liệu có sẵn, làm một chiếc bè đơn giản, và rời khỏi con tàu này ngay lập tức. Nhưng như vậy, vàng chắc chắn không thể mang theo được, thế là họ bắt đầu do dự, khao khát được sở hữu khối vàng to lớn ấy vượt qua cả nỗi sợ hãi. Họ quyết định nghỉ ngơi một đêm, và sẽ bắt đầu sửa chữa chiếc thuyền này vào ngày mai, rồi sau đó quay về đất liền. Murphy vì cái chết của thủy thủ đoàn, nên trốn trong phòng và nhàm chán uống rượu một mình, nhưng anh lại vô tình nhìn thấy linh hồn thuyền trưởng của con tàu Antonia. May mắn thay, anh cũng là một người từng trải, chỉ sau một phút bất ngờ, anh đã bình tĩnh trở lại. Thế rồi, một người, một ma bắt đầu trò chuyện với nhau. Không lâu sau, anh nhận được một tin từ lão thuyền trưởng già, thì ra số vàng ấy được chuyển từ một con tàu du lịch bị đắm khác. Sau đó tất cả mọi người trên thuyền đều chết, chỉ có duy nhất một người sống sót. Và rồi thuyền trưởng đưa cho anh một bức ảnh. Sau khi xem, Murphy liền choáng váng. Anh lập tức đi tìm các thành viên trong đoàn và gặp được Julie đầu tiên. Nhưng bây giờ Julie trong mắt anh lại có hình dáng của người thợ sửa chữa đã chết. Anh liên tục tấn công cô. Jack chạy đến đánh ngất Murphy, rồi họ nhốt anh vào bể cá gần đó. Nhưng họ phát hiện ra rằng Greer đã biến mất, tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy đâu. Julie chỉ có thể bảo họ đi sửa thuyền trước, rồi tự mình đi tìm cậu ta. Nhưng Greer đã đi đâu kia chứ? Thời gian trở về lúc bọn họ tách nhau ra, Greer một mình uống rượu để vơi đi nỗi buồn. Cậu uống đến mơ mơ hồ hồ, đột nhiên có cảm giác như khung cảnh xung quanh đã biến thành một hội trường. Nữ ca sĩ xinh đẹp không ngừng quyến rũ cậu ấy. Bọn họ cứ thế đi vào trong bóng tối. Khi Julie tìm thấy, thì Greer đã chết trong hầm thang máy. Lúc này cô gái nhỏ lại xuất hiện và cho cô ấy thấy sự thật xảy ra vào năm đó. Vàng đã biến một nhóm người thành những tên côn đồ, chúng đã giết chết các đầu bếp và phục vụ trên tàu, sau đó hạ độc vào trong thức ăn và thiết kế ra một sợi dây thép vô cùng đáng sợ. Cảnh kinh điển nhất trong bộ phim kinh dị này đã xuất hiện, sợi dây thép quét qua toàn bộ hội trường, cắt ngang thân thể mọi người làm nó chia thành hai mảnh, hình ảnh có thể gây khó chịu, mọi người nên cân nhắc trước khi xem. Ngoại trừ cô bé may mắn vì chiều cao của mình không chạm đến sợi dây nên đã thoát được kiếp nạn, nhưng cô nhanh chóng bị bọn côn đồ điên cuồng bắt lại, nhốt vào trong một căn phòng, cuối cùng cô tự tử trong tủ quần áo của căn phòng ấy. Bọn vô lại bắt đầu chè chén say sưa, nhưng
nhưng rồi tên cầm đầu chĩa súng bắn liên tục từ phía sau, và hắn vừa xoay người lại thì bị nữ ca sĩ giết chết. Trong bóng tối một người đàn ông xuất hiện, cô ta quẳng đi cây súng trong tay, rồi hai người hôn nhau, nhưng ngay sau đó người đàn ông này lại giết chết cô, và đánh dấu vào lòng bàn tay của cô. Rõ ràng là hắn ta là người gây tội ác phía sau tất cả mọi chuyện, cũng là người đã tạo ra con thuyền ma quái này, hắn chính là Jack. Julie vô cùng sốc, cô lập tức chạy đến bên cạnh bể cá nhưng Murphy đã bị chết đuối ở đó. Thứ đang trôi bồng bềnh bên trong chính là tấm hình của Jack. Cô ấy muốn thông báo cho hai đồng đội còn lại, nhưng tình cờ gặp hắn ta nên cô không dám nói gì, chỉ có thể đưa súng cho đồng đội, ngụ ý ám chỉ anh ta hãy theo dõi Jack rồi tự mình đi tìm thành viên khác trong nhóm đang sửa thuyền dưới nước, nhưng cậu ấy đã bị các bánh răng dưới đó cán chết. Điều này làm cho Julie vô cùng đau khổ, cô quyết định cho nổ tung con tàu ma quái này, và rồi cô nhìn thấy đồng đội của Jack. Anh nói với cô, Jack đã bị mình giết chết, giờ chỉ còn lại hai ta, chúng ta sẽ sửa lại thuyền và mang theo số vàng kia quay về sống một cuộc sống hạnh phúc. Julie cũng không phải là một kẻ ngốc, cô ấy phản ứng nhanh, mới đó liền nhận ra ngay, dường như tôi chưa nói với cậu, đồng đội của chúng ta đã chết, đúng không? Quả nhiên, Jack đã bị nhìn thấu, hắn ta bắt đầu lộ mặt thật, dùng lời nói mê hoặc Julie, là như vậy, tôi thấy cô khổ sở vớt những chiếc tàu bị đắm để đổi lấy tiền, còn tôi thì thu thập các linh hồn tiếp tục cuộc sống, nó không hề dễ dàng cho tất cả chúng ta, vì vậy, cô hãy đặt kíp nổ xuống, tôi có thể để cô đi, nhưng mỗi một lời hắn ta nói, Julie đều không tin, thế rồi hai người xô sát với nhau, vào thời khắc quan trọng, Julie nhặt súng bắn cá từ dưới nước, bắn vào công tắc của kíp nổ, con tàu bị nổ tung và Jack cũng biến thành từng mảnh, Julie dưới sự chỉ dẫn của cô bé kia, mà thành công thoát khỏi đó, lúc này những cảnh đẹp tuyệt vời ở đại dương cũng xuất hiện, hàng ngàn linh hồn chìm xuống đáy cùng với con tàu vĩ đại, và không còn bị trói buộc nữa, Julie không biết mình đã lênh đênh trên biển bao lâu, cuối cùng cũng được giải cứu, khi cô nằm trên xe cấp cứu, ngay lúc sắp thở phào một hơi nhẹ nhõm, chợt nhìn thấy chiếc dương gỗ quen thuộc ở đối diện, hơn nữa còn có Jack, hắn ta trông rất lạnh lùng, mang theo số vàng bị nguyền rủa, bắt đầu một cuộc hành trình của con thuyền ma quái khác. Được rồi, câu chuyện hôm nay đã kể xong, vậy trên thế giới có thuyền ma thật sao? Có người tin, cũng có người không tin, nhưng nghe nói bộ phim này là dựa trên một câu chuyện thuyền ma có thật mà cải biên lại, cũng có người đã thử giải thích nó trên phương diện khoa học, nhưng câu chuyện thuyền ma ấy vẫn tồn tại cho đến ngày nay, cũng chả có cách giải thích nào thật sự có thể giải mã được bí mật của nó. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, những video mới nhất sẽ được bọn mình cập nhật trên trang đang hiện trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại!